Má mày vừa nãy nó bấm là chặt nhầm. Ngoài ra thì nó có sự kiện là nói chung là con này thì min rút được cực kỳ là thấp. Đấy, cái mình đã nạp rút rất nhiều rồi, phải đủ uy tín em khỏi suy nghĩ. Đó. Đấy, rồi ok, vào chuyên mục chính thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cái slot là đâu rồi? Đủ ma Sài Gòn đâu à? Rồi, Long Hổ 3 carat đi. Mẹ xem tình hình như ra sao. À đây 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 đây, địt của mẹ mày vào bẻ con. Trời ơi, phát này về con 100% luôn. Bảo ngay mà đủ ma mày. Cái công thức thì mình như anh em nào đã theo dõi thì cũng khá đơn giản thôi. Mình thì hay chơi bẻ cầu hoặc đánh cướp thép. 1, 2, 3, 4 này. Bẹt 3, bẹt 4 là anh em mình sẽ là bẻ cầu. Ngày hôm nay vốn 35 triệu mình sẽ là đặt ra cái mục tiêu là hút tầm độ là 5 triệu nha em nha. 5 triệu đi. 1, 2, 3 này. Nói chung là khi mà đã đạt được đến 40 cụ là anh em mình sẽ nghỉ nha. Chết con mẹ rồi. Đủ ma mày hoa như này. Cay thật. Thế nó mới đau sờ câu nhỉ. Địt mẹ nó hòa nó đéo giả lại tiền. Nó mới đau nhỉ. Địt cụ mày đã thế rồi vã phát này vã lên 2 triệu đi. Vã lên 2 triệu, 2 triệu rưỡi đi. Nếu như mà anh em mà áp dụng cái công thức là gọi là đánh gấp thép như này thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ là cao hơn. Ví dụ như anh em đánh 5 ván. Rồi ăn chặt rồi, ăn chặt. Địt mẹ 18 điểm ăn chặt rồi con ạ. Thì 2 triệu rưỡi thì hiện tại đang được là 1 triệu, 1 triệu rưỡi thôi. Cũng không được nhiều đâu. Cố gắng là chốt lên 40 triệu này mình sẽ là chiếm cút nha. Rồi tiếp tục bẻ cầu này. Bẻ cầu đi. Cứ phải bình tĩnh nhở. Hà Nội nó không vội ở đâu. Bẹt 3, bẹt 4 này người ta bẻ cầu. Ui chết con mẹ rồi vua thế 99. Địt ba mày. Thế mình đâu sửa cầu thì đấy, phát này là địt của mày lên triệu rưỡi đi. Vừa nãy mình đặt có 300 thôi đúng không? 300 thì tiếng này đánh 500 là gỡ tiếng 300 vào đặt 1 triệu tiếng này là mình sẽ đánh ở 1 triệu tiếng này nhỉ. Đấy, địt mẹ thêm 500 nữa đi, 2 triệu. 4 triệu là 4 gọi là 38 triệu. Ăn chặt, ăn chặt. Ui chết con mẹ rồi. Ui chết rồi, 9 điểm. Ui rồi ôi. Địt bà mày ở đâu ra còn quần át đấy. Nhìn quần át đã muốn là địt con mẹ mày nhảy cầu rồi. 1, 2, 3 này, 4 này. Vã 5 triệu, 5 triệu là 10 triệu. Tiếng này đi, cụ mày vã 5 triệu rưỡi tiếng này đi. Tiếng này mà không ăn là tiếng sau này nha. Mình sẽ phải vã là 8 triệu rưỡi đấy. Đừng có đùa. Chiến thuật rồi bâu. Ăn chặt rồi. Rồi ăn chặt địt mẹ mày ăn quá thế này. Chống làm sao được quân đội hả em. Thế là 11 triệu đúng không. Thế là hiện tại là anh em mình là đang hút được 39 triệu 300 rồi. Đấy, bẻ cầu tiếp. Phát này mình sẽ được bẻ cầu là 300 330 đi. 335 nghìn. Địt mẹ mày 800 đi. 88 16. 2 điểm trên tôi rồi lại vua. Anh em có thể thấy là mình chơi 5 ván mà cái tỷ lệ thua mình rất chi là nhiều. Chỉ cần thắng một ván thôi là mình đã lời ra rồi. Cái thủ thuật mà đánh gấp thế mình thấy khá là hay. 1 triệu rưỡi là 3 triệu đúng không? Thế thì phát này mình sẽ vã là 1 triệu 8 đi à, cho con số đẹp. Nếu mà tiếng này mà ăn phát là anh em mình là lời ra rồi. Là anh em mình là tổng kết là 40 triệu nha. Tổng kết 40, 7 điểm ăn chặt rồi. Ui rồi ôi lại vua, đi còn mẹ mày. Thế nhạc nhỉ. Thế là mình đang lời ra được là 1 triệu 1 triệu 7 đúng không à, mình sẽ đánh lời là 1 triệu 7. Và mình sẽ vã tiếng này 2 triệu 7 này. 2 triệu 7, 3 triệu 7. 3 triệu 7 là mình sẽ là lên là 3 triệu 8 đi. Các cụ ơi đội cho con rồi, ăn chặt rồi. Vua thế thì mày mẹ mày chạy cối. Chạy cối. Chạy con nhà bà cối nhở. Rồi 40 triệu 300. Rồi chim cút chim cút chim cút. Tham làm cái gì nhở. Tham là con đây, mình sẽ vã là bên bên này đi. Vã mẹ bên này hoặc địt mẹ vã bên này đôi đi. 300 rưỡi nhở. Biết đâu nói về đôi thật thì sao nhở. Một là trời cho, hai là trò chơi. Ui dồi ui. Địt con mẹ mày hai con giống y hệt nhau. Phải đái thật hoa như này. Biết thế vã hoa phải. Rõ hờ quá. Rồi chim cút. Nói chung là anh em mình đã đạt được cái mục đích là anh em mình sẽ là rừng nha. Phải biết là non.
mình cũng đã chia sẻ rất chi là nhiều rồi. Trong cuộc chơi ghế thứ nhất là phải biết được ăn non, chơi thì phải biết điểm dừng nữa. Mẹ mà không biết điểm dừng thì mẹ mày còn cứ nịt ngay. Ok, mình sẽ tạm dừng video thôi. Hẹn gặp lại anh em những chia sẻ tiếp theo nha. Và anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nhớ tham gia nhóm để có thể nhận lọc free của mình mỗi ngày em nha. Cái link nhóm xin link code thì có để dưới mô tả. Link cài đặt cũng có để dưới mô tả nha. Anh em tạo đăng ký xong đó là anh em gửi cái tài khoản gửi vào trong nhóm. Anh em sẽ nhận được là link code để em chơi trải nghiệm nha.